Molifant kính chào quý vị đang theo dõi diễn biến mới nhất chiến tranh Nga-Ukraine cũng như tình hình thế giới có trong ngày 29 tháng 3 năm 2024 của The Saigon Post. Thưa quý vị, ngày thứ 764 của chiến sự đã có một diễn biến khiến Nga không rét mà rung. Theo đó, Mỹ đã tăng cường sự hiện diện chiến lược ở châu Âu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đe dọa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại NATO nếu khối này gửi quân tới Ukraine. Bốn máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer đã được triển khai từ Texas đến căn cứ không quân Moron ở Tây Ban Nha, Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Hoa Kỳ tại châu Âu cho biết hôm thứ Năm. Máy bay siêu thanh có khả năng mang bom nặng tới 34 tấn đã vượt Đại Tây Dương, sau đó bay vào khu vực biển Barents, nơi các máy bay chiến đấu đánh chặn MiG-31 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga được cử đến đánh chặn chúng vào ngày 24 và 26 tháng 3. Tướng James Hacker, chỉ huy lực lượng không quân Hoa Kỳ tại châu Âu cho biết trong một tuyên bố, khả năng hoạt động ở Bắc Cực và bố trí các máy bay ném bom chiến lược của chúng tôi ở tuyến đầu châu Âu là rất quan trọng. Ông nói thêm rằng, việc khai triển B1B tới Tây Ban Nha là nhằm bảo đảm cho các đồng minh và đối tác về cam kết của Hoa Kỳ trong việc duy trì sự ổn định trong khu vực. Việc chuyển giao máy bay ném bom được biết đến một tháng sau khi Putin gửi thông điệp tới Quốc hội Liên bang trong đó ông một lần nữa lặp lại lời đe dọa hạt nhân chống lại phương tây chúng tôi tưởng nhớ số phận của những người đã từng cử quân đội của họ đến lãnh thổ đất nước chúng tôi ông putin nói ám chỉ lời của tổng thống pháp emmanuel macron người đã cho phép gửi quân dân phương tây đến ukraine nhưng giờ đây hậu quả đối với những kẻ can thiệp có thể sẽ bi thảm hơn nhiều ông putin nói họ phải hiểu rằng chúng tôi cũng có vũ khí có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của họ Putin nói thêm rằng diễn biến của các sự kiện như vậy đe dọa một cuộc xung đột liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân và do đó sẽ hủy diệt nền văn minh. NATO không nhận thấy mối đe dọa trước mắt từ việc Putin sử dụng vũ khí hạt nhân. Phó Tổng Thư ký của Liên minh Misia Gioana sớm cho biết, tuy nhiên bản thân những tuyên bố như vậy là rất nguy hiểm vì chúng làm xói mòn lòng tin. Ông nói và cho biết thêm rằng Nga đã được cảnh báo về hậu quả của việc leo thang hạt nhân. Trong một diễn biến liên quan, Đức tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, danh sách vũ khí và đạn dược mà Bundeswehr đang chuyển giao cho quốc gia đang bị xâm lược đã xuất hiện trên trang web của chính phủ Đức. Được biết, gói hỗ trợ quân sự mới của Đức bao gồm đạn dược cho pháo binh và xe tăng, máy bay không người lái các loại và thiết bị ra phá bom mìn. Cụ thể, gói quốc phòng mới dành cho quân đội Ukraine sẽ bao gồm 18.000 quả đạn pháo, cũng như đạn cho xe tăng Leopard 2A6 và máy bay không người lái trinh sát. Ngoài ra, các đồng minh Đức đang cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine các phương tiện sửa chữa và phục hồi các thiết bị bị hư hỏng. Phương tiện di chuyển trên mọi địa hình, phương tiện ra phá bom mìn, xe bắt cầu và tàu chở nhiên liệu. Cũng trong gói này, quân đội Ukraine sẽ nhận được hơn 2.000 súng phóng lựu, thiết bị nhìn đêm và lưới ngụy trang. Như đã đưa tin trên trang web của chính phủ, trong thời gian tới, Berlin có kế hoạch chuyển hỏa tiễn Patriot, hai chục xe bọc thép và các loại vũ khí khác cho Kyiv. Trước đó, Bundeswehr đã thông báo về việc cung cấp đạn pháo mới cho Ukraine. Trong tương lai gần, phía Ukraine sẽ nhận được lô hàng 10.000 viên đạn. Đến hẹn lại lên, khi truyền thông Nga cố gắng đánh lạc hướng dư luận khỏi thảm kịch trong nước hay thất bại trên chiến trường Ukraine chẳng hạn, họ thường tiêm nhiễm vào đầu khán giả xem truyền hình về một giấc mơ đế quốc đầy hoang dại. Ở đó, Nga sẽ là một thực thể tối cao, không đặt các quốc gia khác trên thế giới, đặc biệt là siêu cường như Mỹ vào mắt. Mới đây, nhà tuyên truyền nga Vladimir Solovyov đã thảo luận với các vị khách trong chương trình truyền hình buổi tối của mình về khả năng Moscow chiếm các tiểu bang Alaska và California từ Tây Hoa Kỳ. Người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Solovyov có biệt danh là tiếng nói của Putin vì quan điểm ủng hộ Điện Kremlin mạnh mẽ của ông đã thảo luận về chủ đề này trên chương trình Russia One của ông buổi tối với Vladimir Solovyov một đoạn của chương trình phát sóng đã được chia sẻ trên x trước đây gọi là tudor bởi anton gerashenko cựu cố vấn của bộ trưởng bộ nội vụ ukraine các nhà tuyên truyền nga muốn khôi phục lại công lý lịch sử bằng cách chiếm phần lan ba lan các nước vùng baltic và alaska họ tin rằng serbia sẽ tự nguyện tham gia ông viết được biết các nhà tuyên truyền trên truyền hình nhà nước thường xuyên đưa ra ý tưởng tấn công hoặc chiếm giữ lãnh thổ của các thành viên nato Vladimir Konilov, nhà bình luận, chuyên gia của RIA Novosti nói, Nhân tiện, tôi đồng ý với những người nói rằng Nga chiếm đóng lãnh thổ một cách không công bằng. Đúng vậy, chúng ta cần phải trả lại nhiều vùng đất lịch sử hơn nữa, khôi phục lại sự công bằng lịch sử. Chắc chắn rồi, về phần sự công bằng. Sloviov xen vào, California, Phần Lan, các nước vùng Baltic, tất nhiên là tất cả của chúng ta. Chúng tôi sẽ rời Ba Lan, vì khách trả lời, và Sloviov nói, không. Vị khách truyền hình nhà nước đề nghị, hãy chiếm Alaska, phần còn lại họ sẽ tự lo. Sulovyev nói, chỉ còn lại Serbia, người sơ sẽ tự tìm đến. Các blogger quân sự nổi tiếng của Nga và khách mời trên truyền hình nhà nước đã nhiều lần đề xuất rằng Nga nên cố gắng chiếm Alaska từ Tây Hoa Kỳ. Alaska từng thuộc về Nga năm 1876, nó được bán cho Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Andrew Johnson ký hiệp ước Alaska. Nó đã đạt được vị thế của một tiểu bang vào ngày 3 tháng 1 năm 1959. California chưa bao giờ là một phần của Nga, mặc dù vào đầu thế kỷ 19, Nga đã thành lập tiền đồn Fort Ross ở khu vực ngày nay là quận Sonoma, California với những người thực dân Nga sống ở đó từ năm 1812 đến năm 1841. Vào tháng 1, các chuyên gia Nga đã đặt câu hỏi liệu Nga có thể yêu sách lãnh thổ ở California hay không sau khi có thông tin cho rằng Putin đã trao cho Nga cơ sở để đòi lại Alaska thông qua một sắc lệnh của tổng thống điện kremlin đã ký xác lệnh liên quan đến việc nắm giữ bất động sản lịch sử của nga ở nước ngoài chỉ đạo và tài trợ cho chính quyền tổng thống và bộ ngoại giao trong việc tìm kiếm bất động sản ở liên bang nga đế quốc nga cũ liên xô cũ sau đó đề cập đến các chính sách thích hợp để đăng ký quyền và bảo vệ pháp lý đối với tài sản này Thưa quý vị, có thể nói rạng sáng đêm hôm nay 29 tháng 3, lực lượng phòng không cũng như người dân ở một số vùng ở Ukraine đã có một đêm không ngủ. Được biết, Nga đã phóng khoảng 100 máy bay không người lái cảm tử và hỏa tiễn các loại vào quốc gia đang bị xâm lược. Phòng không Ukraine tiêu diệt 84 mục tiêu địch. Điều này đã được RBC Ukraine đưa tin có liên quan đến tư lệnh lực lượng không quân của lực lượng vũ trang Ukraine Nikolai Oleschuk trên Telegram. Đêm hôm đó, địch tấn công các mục tiêu trong lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng của Ukraine, bắn 99 vũ khí tấn công đường không. 60 máy bay không người lái loại Shahid, khu vực phóng bao gồm Rimosko, Aktarsk, vùng Kursk, ba hỏa tiễn đạn đạo KS-42M2 Kinzhan từ ba máy bay chiến đấu MiG-31K vùng Ryazan, hai hỏa tiễn đạn đạo Iskander-M ở Crimea, chín hỏa tiễn máy bay dẫn đường KS-59 trong số 9 máy bay Su-34 vùng Belgorod, 4 hỏa tiễn hành trình Iskander-K vùng Kursk, 21 hỏa tiễn hành trình KS-101, KS-555 từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS ở căn cứ không quân Engels. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 84 mục tiêu, trong đó có 56 máy bay không người lái, 17 hỏa tiễn hành trình KS-101, KS-555, 5 hỏa tiễn dẫn đường KS-59 và 4 hỏa tiễn hành trình Iskander-K các đơn vị phòng không của lực lượng không quân và mặt đất, các nhóm hỏa lực cơ động và thiết bị tác chiến điện tử đã tham gia đẩy lùi cuộc tấn công. Cần lưu ý rằng kể từ tối ngày 28 tháng 3, lực lượng không quân của lực lượng vũ trang Ukraine đã báo cáo về các vụ phóng và di chuyển của Shahid, đồng thời cảnh báo không kích được công bố ở một số khu vực. Vào buổi sáng, quân chiếm đóng đã phóng hỏa tiễn từ máy bay TU-95MS Người ta cũng biết về vụ phóng hỏa tiễn Khinzhan từ máy bay MiG-31K và đạn đạo từ Crimea. Hỏa tiễn của Nga đã tới khu vực phía Tây, nhưng cuộc tấn công chính của Nga là nhằm vào các khu vực dnipropetrovsk và Cherkassy, cơ sở hạ tầng quan trọng và các cơ sở năng lượng đã bị tấn công ở đó. Người ta cũng biết rằng người Nga đã tấn công 3 nhà máy điện ở Ukraine, thiết bị bị hư hỏng nghiêm trọng sau vụ tấn công thưa quý vị vào tuần trước bộ trưởng quốc phòng nga sergey shoigu đã tiết lộ việc thành lập đội tàu sông neipper và một lữ đoàn thuyền có thể sẽ giúp bảo đảm an ninh các tuyến đường thủy và đảo ngăn cách các khu vực do nga và ukraine kiểm soát ở khu vực kherson tuy nhiên các quan chức quốc phòng anh cho hay bất chấp kế hoạch màu hồng mà điện kremlin vẽ ra những đội tàu như vậy sẽ dễ bị tấn công bởi các thiết bị không người lái của ukraine vốn đang tàn phá hạm đội biển đen của nga Đội tàu là sự tái hiện của các đơn vị sông hoạt động trong các cuộc chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ năm 1735-1739 và 1787-1792, đến năm 1792, nội chiến Nga, thế chiến thứ hai và chiến tranh lạnh. Phiên bản mới nhất của đội tàu này có thể sẽ hoạt động dưới sự chỉ huy của nhóm lực lượng trên bờ của Nga và Shoigu cho biết đội tàu này sẽ bao gồm một quân đoàn, một sư đoàn súng trường cơ giới và một lữ đoàn thuyền, mặc dù sức mạnh và trình độ trang bị của các đơn vị này vẫn chưa rõ ràng. Trong bản cập nhật hôm thứ Tư, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Nga muốn ngăn lực lượng Ukraine thực hiện các hoạt động xuyên sông, giống như chiến dịch đã thiết lập đầu cầu ở Krynky, nơi cả hai bên đều tổn thất một số lượng lớn quân đội và trang thiết bị. Các quan chức quốc phòng Anh cho biết, đội tàu này có khả năng tách rời chức năng tuần tra trên sông khỏi hạm đội Biển Đen. Tuy nhiên, đội tàu mới của Nga có thể phải đối mặt với số phận tương tự như các tàu của hạm đội uy tín của Nga đã bị buộc phải di chuyển xa hơn về phía đông, tới Novorossiysk do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các tàu và cơ sở hạ tầng trong và xung quanh Sevastopol. Bản cập nhật cho biết, đội tàu Dnipro-Dnipro có thể sẽ dễ bị tổn thương trước các phương tiện mặt nước không người lái của Ukraine, vốn đã hoạt động hiệu quả trong việc tiêu diệt các tàu Nga hoạt động ở Biển Đen. Trong thông báo ngày 20 tháng 3, Shoigu cũng vạch ra kế hoạch thành lập hai quân đoàn mới, gồm 14 sư đoàn và 16 lữ đoàn. Cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Moscow, John Foreman, nói rằng các thông báo của Shoigu chỉ đơn giản là sự lặp lại các kế hoạch đã được tiết lộ trước đó nhằm tăng cường quân đội Nga nhằm đáp trả việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO và không báo hiệu một cuộc tấn công sắp xảy ra vào liên minh này. Các kế hoạch này bao gồm việc tái thành lập các quân khu Moscow và Leningrad. Các kế hoạch được công bố nhằm tăng quy mô tổng thể của lực lượng vũ trang Nga từ 1,2 triệu lên 1,5 triệu và cả các đề xuất tăng cường quân đội. Foreman cho biết có rất ít thông báo về việc tăng cường lực lượng hải quân và không quân cho thấy mối bận tâm về môi trường trên đất liền theo quan điểm của Nga chuyển sang một diễn biến khác được biết ukraine đang bổ sung thêm tính năng lên các uav góc nhìn thứ nhất fbv nhằm gây thêm thiệt hại cho dàn xe thiết giáp nga trên tiền tuyến từ đó ngăn đả tiến của moscow trong bối cảnh Kyiv đang thiếu đạn dược nghiêm trọng truyền thông ukraine cho biết nước này đã phát triển loại đạn xuyên giáp được gọi là efp tương thích với các uav fbv đoạn efp được thiết kế để chống lại các phương tiện quân sự bọc thép bao gồm thiết giáp chở quân và xe chiến đấu bộ binh và pháo tự hành theo nguồn tin Ukraine, loại đạn này có thể di chuyển với tốc độ 1.800 m trên dây, tương đương 6.480 km trên giờ. Chuyên gia quân sự David Hamplin cho biết loại đạn IFP này không phải là công nghệ mới, mà là phiên bản của đạn xuyên giáp tiêu chuẩn. Ông nói với Newsweek rằng IFP xuyên giáp ít hơn so với các loại đạn có hình dạng khác. Đó là lý do tại sao chúng ít phổ biến hơn. Tuy nhiên, chúng có tầm bắn xa hơn nhiều ưu điểm chính của loại đạn trên máy bay không người lái fpv của ukraine nằm ở chỗ người điều khiển có thể kích hoạt đạn từ xa ông nói thêm efp cũng sẽ lao thẳng qua lồng hoặc lưới thường được sử dụng để bảo vệ phương tiện khỏi fpv uav fpv đang được sử dụng ngày càng phổ biến ở chiến trường ukraine từ nhiệm vụ trinh sát cho pháo binh cho tới tấn công cảm tử giá thành rẻ dễ sản xuất yêu cầu kỹ thuật không quá cao giúp vũ khí này được cả hai bên trong cuộc chiến tin dùng với UAV FPV, Ukraine đã duy trì được cuộc chiến bất đối xứng khi những vũ khí này đã phá hủy được xe tăng, thiết giáp trị giá hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu Mỹ Kim của Nga. Mikhail Fedorov, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine, người đứng sau hoạt động sản xuất và sử dụng UAV, cuối năm ngoái nói rằng máy bay không người lái đôi khi chúng hoạt động hiệu quả hơn cả pháo binh khi mối lo ngại của Ukraine ngày càng sâu sắc về kho dự trữ đạn dược khan hiếm, loại đạn EFP mới gắn trên UAV FPV có thể giúp ích cho Kyiv phá hủy hiệu quả thiết giáp của Nga hơn. Nhược điểm lớn nhất của UAV FPV chính là tầm tấn công ngắn nên nó không thể thay thế hoàn toàn được pháo. Trong suốt hơn 25 tháng chiến sự, Ukraine đã chạy đua với Nga để phát triển UAV. Tuy nhiên, với cương vị cường quốc quân sự, Nga cũng không để bị bỏ lại phía sau. Một chỉ huy Ukraine cho biết vào giữa tháng 12 năm ngoái rằng Nga sở hữu lượng UAV FPV gấp 7 lần Ukraine ở các mặt trận quan trọng tại mặt trận miền Đông và miền Nam. Ukraine đang hướng tới mục tiêu sản xuất hơn 1 triệu UAV vào năm 2024 để có thể bắt kịp Nga trong cuộc chiến tiêu hao Tạm rời chiến sự ở Đông Âu để đến với mặt trận Trung Đông nóng bỏng, thưa quý vị. Theo tờ The Times of Israel ngày 28 tháng 3, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo họ đã tiến hành một cuộc tập trận bất ngờ. Cuộc tập trận do sư đoàn tác chiến chỉ huy có sự tham gia của tất cả các chỉ huy cánh quân và lãnh đạo của IDF cũng như bộ tổng tham mưu. Quân đội Israel cho biết, mục đích của cuộc tập trận là tăng cường khả năng sẵn sàng của IDF cho các tình huống khác nhau ở khu vực phía bắc. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah tiếp tục tấn công các cộng đồng dân cư phía Bắc Israel bằng rocket suốt cả ngày 28 tháng 3, khiến quân đội Israel phải pháo kích để đáp trả. Vào buổi chiều, hai quả rocket đã rơi xuống cộng đồng dân cư Slomi và Goren, gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Các cộng đồng dân cư phía Bắc Israel phần lớn không có người ở sau nhiều tháng giao tranh xuyên biên giới hệ thống phòng không Patriot của Israel cũng đã đánh chặn thành công một mục tiêu trên không đáng ngờ được phóng từ Liban, có thể là một máy bay không người lái. Trước đó, ngày 27 tháng 3, Israel đã đóng cửa nhiều tuyến đường gần biên giới với Liban sau khi Hezbollah phóng hàng chục quả hỏa tiễn vào Kiryas Mona, một thị trấn biên giới của Israel. Quân đội Israel đã cấm các phương tiện dân sự đi lại trên các con đường từ Tel Hai tới Magaliot, và các con đường từ Magaliot tới Misgav Am theo hướng di chuyển lên phía bắc và tới Manara theo hướng nam. Việc chặn các luồng giao thông gần biên giới được cho là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ xung đột leo thang giữa Israel và phong trào Hezbollah. Israel đã cảnh báo nhiều lần rằng sẽ không còn chấp nhận Hezbollah hiện diện dọc biên giới nữa vì lo ngại lực lượng này có thể thực hiện một cuộc tấn công Israel tương tự Hamas hồi tháng 10 năm 2023. Các quan chức Israel khẳng định ưu tiên giải pháp ngoại giao hơn, nhưng sẵn sàng phát động một cuộc tấn công toàn diện nếu nỗ lực ngoại giao thất bại. Về phần mình, Hezbollah nhiều lần nhấn mạnh họ sẽ chỉ đồng ý giải pháp ngoại giao sau khi Israel ngừng tấn công Gaza. Trước tình hình giao tranh căng thẳng ở biên giới Liban, Israel, Tòa Bạch Ốc đã kêu gọi Israel và Liban kiềm chế. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với các phóng viên, ưu tiên hàng đầu của tổng thống Joe Biden và chính quyền Mỹ là khôi phục ổn định dọc biên giới và đây phải là điều quan trọng hàng đầu với cả Liban và Israel. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn The Saigon Post để cập nhật tin tức. Quý vị đừng quên bấm vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất khi có bản tin mới. Molivan xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.